Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào các bạn nha. Sáng nay mấy anh em cũng mới thức cà phê xong các bạn ơi. Bây giờ mình chờ tí xíu ông anh bạn qua anh đây rủ mình đi câu, dắt mình đi mấy cái điểm câu các bạn, đi vòng vòng ở đây quay. Thì tối giờ mấy anh em cũng ở đây mà câu cá không có các bạn ơi. Đây sao ngay con nước mấy anh em ghé câu không dính con gì hết. Đúng rồi, đi chỗ nào cũng ngay con nước hết. Tại mình xui. Không được rồi. Xuống là xuống hơn đó chứ. Đi đâu chết câu đó. Ta câu dính nằm mầm cái là không còn nữa. Tù tôm cũng dính luôn. Mấy anh em ở đây người ta câu mấy bữa trước nhiều lắm. Rồi bữa nay mình lại đây câu chung à, mấy ảnh câu cũng không có con gì luôn. Cái số. Số con kịp. Giờ mình chờ anh Nam qua. Nên anh dắt mấy anh em đi vòng vòng ở đây kiếm chỗ câu. Hôm qua nay cũng mưa quá các bạn, cho nên mấy anh em cũng không có làm gì được luôn. Giờ nước cũng chảy quá, cũng không thả lưới được nữa các bạn. Đây nước chảy mạnh quá, chắc chưa vậy nó mới sừng sừng lại được. Mưa từ tối giờ luôn các bạn. Sáng này còn bây giờ vẫn còn lâm râm. Vô đã vô hấp để bảo vô. Giờ mấy anh em vòng vòng ở đây đợi Nam qua rồi mấy anh em ảnh dắt mấy anh em đi câu cá nha các bạn. Đây anh Út chủ bè chuẩn bị xúc cá nha các bạn. Xúc bằng vợt nè. Mình vớt á. Anh Út cũng câu rồi, tối giờ mà không có cá ăn rồi bây giờ lấy vợt xúc ra anh Út. Vợt cái cán dài nha các bạn, đâm sâu xuống dưới đó. Sâu ở dưới rồi dở lên cái tùng cũng sâu nữa. Không sâu đó, không được đó. Quá sao nặng hả? Đây phải cái ngự vô. Cái chính cái ngự hả? Này đâm xuống cái dở lên. Ông quay cá sát. Trời đủ quá mặt. Cá sát. Quá rồi, sạch tổng rồi. Ôi. Chưa. Ôi nhiều vậy. Chưa. Đi thôi. Thấy đơn giản ta thấy thọc xuống vậy mà dở lên quá trời cá sát luôn rồi. Cá sát xúc ở ngoài mà. Ừ. Đâu mới xúc mà sợ biết này quay không thắng xúc được. Đưa cái thằng không biết xúc là. Quá trời cá sát luôn. Ôi ôi. Kìa. Thấy đơn giản mà nhiều vậy nó. Ha. À. Cái vợt mình thọt xuống vậy là nó sắn vô hả? Ừ. Hốt nó đeo vào ăn á. À. Trời quất cái này ăn đã luôn rồi. Không. Nhiều đó là dư à. Cách săn bắt này đơn giản nha các bạn. Ông đi vớt mà ông thấy mấy ông quay ông mắc cỡ không, không dám vớt. Còn tôi thì tôi không có vớt mà tại không chuyên ha. Cho ăn là thấy ổn quá. Không chuyên mà làm cái thì cũng lúc luôn rồi còn gì. Cái này mình cắm xuống vậy. Hứng à. Đó. Đó, đẩy lên vậy vợt dài nha các bạn. Nhờ cái tùng nó sâu á. Mình thọc sâu xuống dưới cái mình dở lên. Đó. Không có cắm đầu thôi chứ có mẹ gì. Nó đơn giản dính cá đóng luôn á. Cái này là ở ngoài nha các bạn, chứ không phải trong bè nha các bạn. Rồi cái này chất lớp. Đó cũng nhiều mà. Nhiều là thấy được mẹ kho đó. Quá trời cá sát nhiều nha. Cái cán dài 4-5 mét nha các bạn. Thọc
sâu xuống dưới cặp theo sát cái dèo cá các bạn. Cái này là ở ngoài chứ không phải ở trong dèo. Nó bu theo mấy con cá, nó bu theo trong cái dèo nè. Mình cho ăn á, rồi nó bu cặp theo đó. Đưa xuống nại nhẹ một cái rồi dở lên nè. Cái này hết rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Chắc các bạn mấy con cho mấy con. Ồ, có mì dính nữa kìa. Con tôm nữa kìa, con tôm nữa. Ôi, dính tôm càng nữa. Con tôm không? Tôm càng. Tôm càng. Tôm càng. Nè. Đưa qua nút, qua coi ha nút. Con tôm cũng bự nha. Cá mì dính phải không? Cá cày á, cá qua nhậu á. À, cá cày hả? Cái con tôm càng nữa các bạn ơi. Đâu, vô nhà nhà nè. Rồi làm hai vật vô ăn tới chiều luôn. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Vô lấy vợt không ơi, lấy vợt không ơi. Lấy vợt xúc tiếp ảnh đi không ơi. Vợt đâu, vợt đâu, vợt đâu. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Từ từ nó lấy vợt qua. Ra đó, từ từ. Ôi, ra, 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 ra. Xả ra nhẹ cái không? Cái máy. Cái vô. Mày xúc cái máy luôn hả? Có những cái cần câu kia. Từ từ từ, cẩn thận đó. Ủa, cái lăng. Trời ơi, trời bự. Bự dính dây rồi. Rồi dính dây rồi. Dẹp được, dẹp được. Từ từ từ. Dính con dây rồi. Dính mép, dính mép, dính mép. Cái đuôi á, cái đuôi á, móc cái đuôi dính em á. Dắt cái đuôi nó trước tại dính con dây. Quá rồi, vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Trời ơi. Cầm đi, cầm đi, cầm cái máy. Tối hoài giờ luôn các bạn ơi. Lên mắt. Trời ơi. Coi cái mỏ coi chứ mày. Trời ơi, khổ. Ôi. Cá luôn kìa. Rớt cái máy ra ngoài luôn. Quay mà rớt cái máy ra. Dây này mới chịu nổi vậy các bạn. Không phải, không phải. Không phải, không phải. Ghê á. Ôi. Ôi trời, con cá không nổi gì. Vô vô nha các bạn. Ăn cái gì? Vô. Quá dữ con cá. Trời ơi, từ hôm qua tới giờ luôn. Trời ơi, nó hợp. Trời ơi, mười mấy ký thiệt. Con này mười mấy ký khỏe luôn. Trời nào giờ mới thấy con cá lăng. Trời, con dây này bởi gì? Dây sáp mới chịu nổi nó chứ. Nghe nè. Để cho anh Lâm đi, cho anh quen coi nói con cá này được không? Dính mép hả? Dính mép hả? Dính mép trong đây. Dính ngoài. Dính mép đá chứ không thôi nãy giờ nó cũng ấy rồi. Bây giờ thành thế cũng kia siêu cường dữ ha. Dữ à. Cá này nó không dài, nó quát mấy vô câu nè. Quát 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 cá nè. Đóng cái nó chạy cái két chứ mà chạy. Đóng cái nó gịch liền hả? Ờ, đóng cái nó chạy cái lúc. Cái gì vậy? Nó vụt luôn đó. Xíu vụt một câu hả? Hả? Đây chủ nhân, chủ nhân. Càng thủ thích hồi chiều qua tới giờ luôn. Đỉnh quá, đỉnh. Khang giờ anh Nam qua sớm là dính sớm rồi. Anh Nam đem xích vô đó kìa, mở cái vợt ra. Cắt cái dây luôn đi. Cắt cái dây luôn. Nó nuốt không? Không, để cái lưỡi luôn đi. Vì vậy thì nó chết. Ghê chưa? Ồ, cá lăng. Rồi, năm này ha. Cá đúng. Rồi, cái này hết. Gặp nó đi. Ổn gà tí quát có mượn. Wow. Đem xích đi trong. Cá khủng quá. Quát hết. Để chạy cái đó. Lấy cái bào lên thôi. Để cái bào bóc đi. Ôi trời, con cá kìa. Ấu khủng á. Nhà em qua nó mới ăn á. Được. 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 Xích cái bài máy quay luôn. Thì con này lại lại lại. Xích vô trong đây, bỏ xích trong. Ai dính nó thả lại con không có ăn được á. Mười ký đúng. Mười ký đúng luôn. Ừ ơi. Bây giờ cầm lên nha. Mười ký đúng. Lúc này câu dính nha. Bỏ lại vợ chiều ơi, ông ước con nhiều ký ông thành ra ông nấu ông thành. Mãn nguyện hả bạn ơi? Vậy là mấy anh em ở đây hôm qua tới giờ không muốn công lên được con thì hôm nay sướng rồi. Quá dữ, quá dữ.
ca hết chị. Qua đỉnh. Rồi đưa nó lên, bỏ nó lên không ơi. Đây. Cái đuôi rồi cái kia vịn cái đầu mang đó. Đây. Để xuống cái bao vậy. Để xuống cái bao vậy. Cầm bỡ lên. Bỏ cái bao vô ra. Mới được. Đó. Em không biết mặt trời. Khủng. Cái lưỡi nào vậy? Cái này nó ăn biết gì không? Lưỡi đưa đi hôm á. Lưỡi đưa. Mình mới dựng cái lưỡi nè. Cái lưỡi này đóng vô đường nào ra? Đường nào quá. À, vậy mà không cũng có người quát đó chứ. Cái lưỡi này không quát mà. Lưỡi này tối. Lưỡi đóng con đốc mà. Con đốc. Khỏi cái quyển quá. Con đốt. Cái lưỡi vô cái ngạnh nè, muốn lấy ra cả vấn đề. Đại đó, vậy nó vậy nên là nó có cái đầu không chứ cái khúc đôi ấy. Ngạnh nó dữ lắm. Nó quéo cái ngạnh luôn rồi. Rút đường nó ra luôn. Cái lưỡi nó vậy luôn nè. Xong rồi dẹp cao mỹ luôn rồi. Vô chơi gì vậy á, chơi chạy. Hết là cái lưỡi rồi. Cá khủng nha bạn, hàng khủng nha. À, bạn có gì đó. Ừ. Ôi ơi. Rồi, thôi à, chạy đi. Nhéo đẹp á. Thôi thôi, đi cho cao nước vậy á. Hàng khủng, hàng khủng. Qua cái gì vậy? Bỡ rung tay phải giỡn nha. Rồi. Cái lưỡi này cao có gì đó. Sướng quá. Trở lại, trở lại, trở lại. Giúp cho cái bỏ này nè. Quéo lưỡi đóng, nó mới kịch 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 như nhiều à. Tính nó ấy nhớ tôi thấy thằng này. Cái lưỡi này là quát luôn. Nó đi cái khủng như vậy. Wow. Đi rớt má luôn cá lớn là tôi kêu bánh quát này. Đúng rồi đó. Cá hả bạn? Thiệt, có tới số rồi. Trời cá. Ủa không thần thái. Ai giữ dằn đồ này kia lắm chứ đâu. Ủa không thần thái. Nó đâu có chạy hung đâu. À, mẹ ăn mồi của tao mà mang lưỡi câu của anh Thình. Con cá này giữ cái gàng nào này nè, gặp mốt bắt theo gàng rồi trâu luôn á. Ừ, trâu luôn rồi, trâu luôn. Luôn. Nó giữ gàng này đó. Chấn thủ của gàng của người ta là lấy. Để bỏ dưới nhiều dưới đi. Ừ. Bỏ vô bao mới ginh được sao ginh. Đây đây đây. Mặt thời gian nào mặt rồi. Móc cái mang nè. Cá mặt thiệt. Thôi bỏ vô bao cho nó chắc. Bỏ bao, bỏ bao. Cái dèo rộng đó, cái dưới là cái bè dưới á. Nó biết về nào nè, đi à, hãy đi gần thử. Đồ nè. Bỏ lại cái anh Thanh Thanh. Cái đồ này nè. Từ chiều hôm qua tới giờ nha mọi người. Cá hô mười mấy cần vòng vòng xung quanh đây. Mới chinh phục được có con. Chọc đúng. 10 kg đúng không? Mấy lấy lưỡi thêm bằng cái lưỡi thêm nha. Chọc cá hô hạnh hả? Về quân hạnh á. Rồi cái cái mấy hô hạnh nó bị sửa lên rồi, câu được à. Vút nó lại. Ồ đâu có vậy. Đây nè. Thì sáng ngâm cho cá ăn các bạn. Đây cá trâu. Quá trời quá trời. Quá hả. Cá nhỏ nó lên ăn mạnh ha. Lớn lớn nha, nó nhát rồi. Cá chép hả? Vàng. Vàng. Nở lại đó. Ướt hết cái máy luôn các bạn ơi. Vớt thêm chừng nửa ký cái xác nữa rồi. Không nghe đâm mà. Đó. Có mấy đồ. Thôi rồi, xúc cá cái nhiêu đó là được rồi. Mấy cái nước nổi rồi, vớt cái xúc mấy thao luôn á. À. Ừ, cá sát này tao nói mặn ra bán cũng mắc lắm mà. Ký nhiêu anh? Bỏ mối 60 à. 60 ngàn. Để nguyên hay là mặn ra? Mặn ra. Mặn ra ha. Mấy anh em ra đây câu cá mà dinh nha các bạn. Nãy giờ rỉa mà như cá con không các bạn. Chỗ
Trong này êm quá ha. Con mày Vinh không có ăn luôn các bạn ơi. Mấy anh em câu cá nãy giờ không ăn các bạn ơi. Lấy lưới mình ốp theo mé lục bình nè. Thả cặp theo sát sát mé lục bình. Thả ăn con cá lăng chừng 3kg được rồi. Hồi sáng ta 10kg, giờ mình 3kg thôi. Giờ mấy anh em đi thăm cái ta lưới của mình nha các bạn. Nó bị chảy tấp vô trong hay gì anh Tư? Tấp vô không? Nào, nó tấp vô lục bình đúng không? Thôi thăm luôn đi anh Tư ơi. Ơi cuốn đi anh Tư ơi. Nó chảy vô tốt trồng á. Nó đạp vô á. Nè. Đạp càng vô. Ừ. Chứ từ để tưới nước ngoài, để tưới trồng nó tấp vô khó gỡ. Để tưới dặn nước ngoài là vậy đó. Kéo ra ngoài. Tính thăm mình để nữa mà nó bị đạp vô trong cũng dách quá. Lôi nó ra ngoài. Đạp kiểu này dám nó hỏng chì luôn anh Tư. Đạp mạnh quá nó hỏng chì. Hỏng lưới lên không dính. Nặng không? Nó quặn nước nó đạp vô trong vách này không. Chưa có con nào hả? Ừ. Trời ơi, lên clip rồi. Cái gì cây giang ngầm hả giang nổi? Ngầm giang ngầm. Không thấy mày Vinh luôn. Ngày Vinh làm trong cái giúp trong á. Ngày nó hơi nhát. Không có rồi các bạn ơi. Nó dằn gì mà không có con nào luôn. Con này nhỏ là con kia ngự thôi. Con dính con tôm nha các bạn. Ngồi đục mưa mà cũng câu dính tôm nữa ha. Mấy anh em đổi dời qua bên đây nha các bạn. Đi với Nam dắt qua bên đây mấy anh em. Đó là kia xuống liền ha. Ê, cái lông kẻ. Nó mượn việc hàng rồi. Cả thằng. Rồi qua cơn mưa trời lại sáng. Mưa cái im ru liền ha.
em cô ra câu thoải mái luôn. Mới qua tới bị mưa hạn chạy vô đây luôn. Nãy giờ không mưa được, gió rồi. Đó hả? Giờ mấy anh em chuẩn bị đi chài nhé các bạn. Nãy qua anh đây bị mưa quá mới rải mồi. Giờ mấy anh em đi chài vài điểm nha các bạn. Có cá gì không? Bên đây thấy người ta câu cũng có cá, cá rảnh nè, con tôm nữa. Anh kia nãy dính con tôm, anh câu mấy con này. Mình chài hơn 20 chừng có tôm luôn nha không? Có tôm luôn. Có cây gì không ơi? Cây cái phía trên. Câu quát của mấy hôm qua mày đem xuống cho ai? Đem xuống cho mấy ông coi đó. Đó, dính cái cây đó. Rồi, giờ mấy anh em đi chài nha các bạn. Lấy cái mũi lên đây anh ta. Quá êm, rồi xuống đây luôn anh ta. Sao không? Đây nè. Tới chưa? Chưa. Nó chìm lâu quá ta. Đây nè. Sâu lắm á trời ơi. Mấy mét? Chập mé là sâu gì mà đó, sơ sơ tới. Không, nó cũng lặng lặng rồi chứ nó không cái, phải... Cái da nữa chứ tôi. Cái gì đó? Nếp rồi. Cái gì vậy? Trống lỏng vậy? Lỏng luôn. Chà này không có nữa là về luôn rồi đó, mưa tới luôn rồi đó. Mưa tới. Rồi cái lẹ lẹ rồi chạy về luôn anh Tư ơi. Trung Quốc rồi. Mưa tới luôn rồi các bạn ơi. Rồi sắp mưa tới nữa các bạn ơi. Anh em tính soạn cần ra câu mà mưa tới nữa rồi. Chài cá không có rồi. Rồi cũng gần 3 giờ hai mấy rồi đúng không? Rải luôn. Quốc đám mưa này chắc tới tối luôn. Không biết sao bữa nay mấy anh em đi làm đấy nè. Sáng giờ cũng chờ đi câu vòng vòng bên đó câu cũng không có, giăng lưới cũng không có, quanh đây chài mấy chài cũng không có luôn. Mà thấy mấy anh ở đây câu có nha các bạn, mình đợi chút xíu nữa tặng các mấy anh em câu tiếp chiều chiều về nha các bạn. Giờ cũng gần 3 giờ rồi, mình chắc cũng tranh thủ để dựng cái clip để đăng cái clip này nha các bạn. Thì chắc mình cũng xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Sáng giờ mấy anh em cũng không có làm gì luôn mà thức dậy rồi vòng vòng làm rồi cái món muôn gì cũng thất bại chăng. Qua tới đây chuẩn bị câu rồi bị mưa. Chắc mình cũng xin kết thúc cái phần 51 ở đây. Thì mấy anh em chúc tạnh mưa, mấy anh em sẽ câu dài dài tới chiều ở đây luôn các bạn. Mình làm cái phần 52 gửi đến cô chú anh chị và các bạn sau. Bây giờ mình xin kết thúc cái phần 51 ở đây. Giờ xin chào các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 52 vào lúc 8 giờ sáng bên kênh Phương Miền Tây nha.